Đây, ngày hôm nay anh em mình đang ở Hội Cao có một cái sân bay rất đẹp. Đây là cái đường băng. Đấy, anh em thấy không? Băng cực kỳ đẹp luôn. Và đây là tiết mục biểu diễn đầu tiên cho anh Công Duy. À, anh Công Duy lên hát đầu tiên anh Duy. Đây, đây máy bay của mình đây. F35. Đẹp của đời gì đấy anh. Quan trọng là con này nó có bay ngược gió được hay không. Anh Duy ơi, để em bay thử trước cho. Bay nó đi, đang quay này. Được không? Hả? Được không? Em bay thử trước cho, để em giao này đưa cho anh. Rất là gió. Rồi lên Duy bay luôn đi, tổ lái mà sợ. Tổ lái mà sợ. Anh em 50 ga lên nha. Ở đây gió rất là mạnh nha các bạn, có thể nghe thấy tiếng gió nó thổi vào trực tiếp vào máy ở tầm. Đó là tuyệt vời. Và gió cây. Máy bay này nhiều màu đẹp nhá. Ô, đi đâu vậy? Đây, đây. Đá cất cánh. Bên này là cỏ, máy bay gặp sự cố chúng ta sẽ đáp xuống cỏ đây. Rồi sau đây là đến lượt ăn đi trả. Đi trả với con máy bay, mình vừa với Sơn cho anh đi trả xong. Hôm nay mình vừa với Sơn cho máy bay là cho anh đi trả xong. Hai motor nha, hai động cơ nha. Đây là này xa mà, đây là anh làm bay. Hạ cánh phát rồi bạn ơi. Rồi máy bay sẽ đâu vậy? Kết thúc. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái phố cỏ này cho nó chạy đây. Phố cỏ này. Đó, phố cỏ đúng rồi. Đó. Chạy, chạy.